sẽ đi qua Vĩnh Hy và Bình Tiên. Khi mà rời Bầu Trắng thì trời cũng rất là nắng. Đây thì mình đi với đoàn thêm một đoạn nữa thì mình xin phép chia tay đoàn để quay trở lại về Sài Gòn. Bởi vì kế hoạch của mình là sẽ về tới Sài Gòn đâu đó tầm khoảng 6 giờ hơn, 7 giờ gì đó, cho nên là nếu tiếp tục đi cùng đoàn đi về phía Nha Trang nữa thì mình sẽ không kịp quay về nhà trước 7 giờ tối ha. Cho nên là mình có xin phép quay đầu. Và cảm ơn anh em CBC đã tổ chức cho anh em một cái buổi tất niên cuối năm. Như nói như mấy anh chia sẻ thì đúng là hơn là kiếm cớ để mà gặp nhau, để mà chạy với nhau trên một con đường là chính thôi, chứ còn còn việc nó là cái gì thì nó cũng không quan trọng lắm. Thì cái đường quốc lộ á, cái đoạn này là cái đoạn gần tới bãi biển Cà Ná, thì nó chỉ có cái đoạn nó đẹp ngay chỗ này thôi. Một bên là đường ray xe lửa và một bên là biển á. Thì bãi biển Cà Ná này chắc anh em cũng biết rồi, nó đẹp cái đoạn đó, nên là mình cũng chỉ quay cái đoạn này là chính thôi, còn đoạn trở lại về thì dưới xe cộ thôi chứ nó cũng không có cái gì nhiều. Trong cùng một tour mà mình được trải nghiệm hai cảm giác, một cái là đi cùng đoàn và một cái là độc hành ha. Mình thì đó giờ cũng quen độc hành rồi thì nó cũng không có phải quá áp lực hay là gì cả, nên là đối với mình nó cũng bình thường. Này thì chuẩn bị quay về tới Cà Ná thì mình tấp vào quán mình ăn trưa. Trưa xong rồi thì bây giờ mình bắt đầu quay lại và hướng về phía Sài Gòn. Cái nón mình lắp cái micro lần này thì nó không được như ý lắm, là bởi vì mình tháo cái miếng che cầm của cái nón á, cho nên là cái lượng gió ở dưới cầm nó vào rất là nhiều, nên là nó ác luôn cả cái tiếng nói của mình. Cho nên là sau chuyến tour này giờ mình sẽ chỉnh lại cái vị trí lắp mic và lắp lại cái miếng che cầm của cái nón để nó lọc bớt cái tiếng gió bên ngoài đi, thì chất lượng thu và micro nó sẽ tốt hơn. Mọi người thấy đường khá nắng ha, rất là nắng luôn, đúng là phan rang á, gió như phan rồi nắng như rang á. Trên đường về thì nó có cái đoạn này đẹp thôi, nên là mình cũng chạy từ tốn để mình ngắm cảnh hai bên. Chắc là đối với lại anh em biker ở Phan Rang thì nó cũng không có gì để ngắm, nhưng mà đối với những người mà từ vùng khác đến thì nó sẽ có một cái trải nghiệm và một cái cảm giác nó rất là khác so với người địa phương. Giống như là các bạn ở Phan Rang hay là vùng nào đó mà đi đến một cái xứ khác nó cũng thế thôi, các bạn cũng sẽ có một cái cảm giác nó sẽ khác so với những người địa phương, người ta quá quen thuộc với những cái điều kiện sống và những cái khung cảnh xung quanh rồi, nên người ta không thấy cái gì đặc biệt cả.
thì cái lần này đi ra đây thì mình thấy là cái đoạn này ngày xưa nhà hàng ăn uống rất là nhiều, nhưng mà có lẽ là sau cái đợt dịch vừa qua thì tất cả những hoạt động của nhà hàng bắt đầu là ta ngưng lại hết, nên là nhìn thấy nó cũng buồn, nó không có sum tụ như ngày xưa. Những cái khu vực này ngày xưa là xe du lịch vào đậu rất là nhiều để ăn cơm, nghỉ ngơi và có một cái view biển rất đẹp ha. Lần này đa số là các cái nhà hàng này nó đều ngưng hoạt động hết rồi. Tìm một cái bóng cây to to để qua đậu xe nghỉ trưa và có cái điều kiện để ngắm lại cái view biển. Ngày xưa mình thích đi, mình làm ngoài này nè, ngoài phía Nha Trang á, xong rồi mình có nhiều cái dịp đi lại cái đoạn đường này rất là nhiều lần. Mình rất là thích ngắm cái đoạn biển ở cái khu vực này. Thì đây là một cái nhà hàng bây giờ thì cũng không còn hoạt động nữa. Mình chạy ra đây mình nghỉ ngơi và ngắm biển một chút rồi đi về. Mình thấy gió ha, gió rất là dữ. Gió mà gió nó giật từng cơn luôn á. Nghe gió mà thổi mà có lúc nó giật mạnh quá người mình nó xê dịch luôn. Mấy anh dân địa phương người ta ra bãi người ta lặn, người ta tìm vài cái con ốc về người ta làm thực phẩm. Đứng giao lưu với mấy anh cũng mắc cười lắm, vui lắm. Bây giờ cái nhà hàng này là bỏ hoang luôn. Mình ghé ở đây mình nghỉ mệt. Lặn lặn không bình thì dưỡng khí. Đây là một số cách thức phim mình quay bằng con Leica Mini 2 của mình. Nó là mini thôi nên là nó cái khả năng mà chống gió mạnh á nó yếu hơn những cái con mà to hơn. Thank you.
giờ mình bắt đầu mình khởi hành về Sài Gòn. Khá nắng. Qua bên kia đường để mình đổ xăng xong rồi bơm về Sài Gòn luôn, bởi vì cũng khá trễ rồi, cũng hơn 2 giờ chiều. Đi về với điều kiện chiều thì bắt đầu xe nó sẽ đông và cũng không chạy nhanh được, bởi vì mấy anh công an giao thông thì đúng cái giờ người ta hoạt động đi đứng cũng cẩn thận, chứ nó để mang tiếng biker quá sau này anh em đi chơi khó khăn. Tự bào chữa, tự bào chữa về cái khả năng chạy chậm của mình. Xe này đi vậy coi vậy chứ nó đợi xăng, mình đổ một lần mình đi thoải mái luôn. Hồi đó thì mình có đi con R1 thì R1 thì nó uống xăng kinh lắm, dòng sport là nó uống xăng này, đi chặn đổ xăng mấy lần. Còn mấy dòng touring này vô tư đổ một lần đi thoải mái. Tiếng gió đứng sâu trong đất liền mà gió nó giật vậy đó. Chặng đường của mình, chặng đường về lại nhà của mình bắt đầu. Cảnh xung quanh đoạn này mình rất là thích nhìn, dù nó so với một số người á, thì so với một số anh em thì có vẻ là nó sẽ không có cái gì đẹp, mà đối với mình thì nó lại rất là đẹp. Chỉ có đá, đá và đá thôi. Với mình thì mình thấy nó rất là đẹp. Mình đi qua mà gặp một cái đoàn tàu cũng cùng giờ chạy qua thì nhìn nó hay lắm. Một bên là biển, một bên là đường tàu ha. Mình sẽ đi thủng thỉnh cái đoạn này để mình ngắm cảnh. Là đẹp ha. Và chuyến đi của mình nó kết thúc như vậy. Rồi mình cũng về nhà đúng như dự kiến, giờ gần 7 giờ. Cảm ơn mọi người đã xem clip của mình ha.